Dạ nhiễm trùng đường huyết ạ. À. Nhiễm cháu bị gì? Nhiễm trùng đường huyết xong rồi dẫn đến viêm gan cấp rồi suy thận, lọc máu 2 ngày nay mà hôm qua khỏi. Cháu nhiêu tuổi? Tôi có 3 tuổi rưỡi á. Cháu thì không có được bình thường, bị người ta xâm hại rồi đẻ ra đứa bé này. Mẹ cháu bệnh nằm nhà. Rồi giờ cậu phải đi nuôi mà giờ cháu nó không giữ được. Thôi dáng cố gắng bình tĩnh, dáng cố gắng giúp cho. Hello, xin chào quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay ngày năm Tây, năm Tây tháng 12 năm 2020, thì sang giờ này lúc 5 giờ chiều, sang đang có mặt ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì sang vô quay trở lại với vô thêm theo dõi cái tình hình sức khỏe của cháu Lê Minh Lượng. 6 tháng tuổi đã được chuyển lên đây vào ngày hôm qua, thì do hôm qua sang nhiều việc quá sang vô xem tình hình, nghe đâu là tình hình sức khỏe cháu vô đây đã bị tất cả là 2 lần nữa. Bây giờ cháu đang chuyển qua cái phòng cách ly đặc biệt luôn, cho nên giờ tình hình không biết như thế nào, mà cả nhà cùng với sang vô theo dõi cho anh như thế nào nha. Rồi chỗ nào sang quay được sang quay. Cảm ơn em. Alo, xin lỗi về xe cứu thương đúng không ạ? Dạ giờ em muốn xe về đến Lâm Đồng á. Dạ ở đây Lộc An á, nghe Bảo Lộc đi lên khoảng 20 cây. Dạ đường nhựa xe chạy vô được cách quốc lộ 7 cây à. Cách quốc lộ 27 cây dạ. Dạ giờ đi giá rồi sao anh? Giờ 3 triệu mà giờ em khó khăn quá anh có mất được tính nào không anh? Dạ em đang ở Bệnh viện Nhi Đồng ạ. Dạ em không có dễ chết hết. Đây là một hoàn cảnh sang vô bệnh viện gặp tình cờ, con người ta mất rồi, giờ gọi xe cứu thương phải tốn tiền, người cha khóc quá trời, để coi tình hình như thế nào để sang can thiệp. Sao em khóc dữ vậy? Cháu em mất rồi. Cháu em hay con? Cháu đâu có ba, mẹ nó bệnh. Mẹ nó đâu, ba nó đâu? Ba nó bỏ đi rồi, mẹ nó đi bị khờ, bị người ta dụ dỗ trong giờ sinh đứa bé giờ mất luôn. Mẹ nó khờ bị người ta dụ dỗ sanh ra rồi bây giờ bé bệnh thì mất rồi, mẹ bệnh nằm nhà hả? Ở nhà đó. Rồi thôi con nghe gì, con gọi xe rồi, bây giờ con đang đi hỏi thủ tục tiền phí bao nhiêu rồi đấy, biết đường mà tính để cho em về. Dạ rồi vậy đi, có gì con gọi. Dạ. Chờ xíu. Dạ. Cảm ơn. Đang để hỏi em đó giúp cho nó đỡ cận nghèo, hộ nghèo đúng không? Dạ.
Giờ bây giờ á, bây giờ bé mất cái áo quan có chưa? Dạ chưa gì hết, em mới gọi điện nhờ người ở trên đó, ảnh hàng xóm anh lo chứ em. Rồi bây giờ có cần áo quan thì mình cho luôn. Rồi cũng may mắn là mình đang đi kiếm một cái ca bệnh là cái cháu Minh Lân 6 tháng tuổi. Rồi đưa lên bệnh viện Nhi Đồng 1 mà tôi nhảy lộn vô bệnh Nhi Đồng 2. Rồi bây giờ mới gặp tình trời gặp em với là cháu của em. Rồi đó thôi cũng hữu duyên rồi, để anh giúp cho cái xe khỏi không thuê cái xe nãy gọi điện thoại tê mấy triệu. 3 triệu. Ờ. Thì thôi hữu duyên rồi để anh giúp cho cái xe, anh điều xe lên liền. Thì còn việc áo quan á thì em điện về nhà, nếu mà khó khăn thì anh cho luôn họ chở theo cái áo quan. Đồng ý không? Dạ. Ha. Rồi bây giờ em chỉ có bước ra đây tại khu vực này anh không có quay phim được, rồi chỉ có bước ra mình đó. Rồi đi ra qua đây. À, có cho xin tờ giấy. Rồi rồi rồi. Em điện về nhà coi coi xe nào trống để đi dùm cái ca này về. Về đâu? Dạ em về Lâm Đồng rồi. Về Lâm Đồng đúng không? Về địa chỉ. Lộc An đúng không? Dạ. Bảo. Số địa chỉ 78 em ơi. Lâm Đồng hả? Dạ. Lâm Đồng. Dạ. Có thông tin gì nữa? Số điện thoại. Số điện thoại của em. 0977 0977 487 487 505 rồi bỏ lên góp hỏi coi xe nào trống, đưa cái số điện thoại số biển số xe để làm thủ tục liền trước em. Cháu nó mất rồi. Cháu mất rồi. Dương đang còn ấy mà giờ bác sĩ đã về. Nó sao bằng thế? Dạ nhiễm trùng đường huyết ạ. À. Nhiễm cháu bị gì? Nhiễm trùng đường huyết xong rồi dẫn đến viêm gan cấp rồi suy thận, lọc máu 2 ngày nay mà không qua khỏi. Cháu nhiêu tuổi? Có 3 tuổi rưỡi á. Trời đất ơi, mẹ thì mẹ thì hồi nãy em đi ra là thấy cái cấp cứu nó bóp tim bất động rồi. Giờ 77487. Mẹ cháu thì không có được bình thường, bị người ta xâm hại rồi đẻ ra đứa bé này. Mẹ cháu bệnh nằm nhà. Giờ cậu phải đi nuôi mà giờ cháu nó không giữ được. Thôi dáng cố gắng bình tĩnh, anh dáng cố gắng anh giúp cho. Nha. Mấy bạn nghiêm trọng như vậy sao? Người biết á. Dán cố gắng lên nha. Bình tĩnh, cố gắng lên đây để anh giúp cho. Kêu nhắn biển số xe của mình á, xí xe nào ở nhà còn trống cho xe của Thương nó lên, nhắn biển số xe trước để anh làm thủ tục. Dán kìm nhiễm cái loại đổ đầu. Cháu nó kém may mắn là không có cha rồi, mẹ thì cháu thì bị khờ nữa, bây giờ cháu đó không còn ở trên cõi đời này nữa. Tội nghiệp cháu. Hãy cố gắng lên em. Rồi kêu ghi cái biển số xe để em nó vô trong phòng đại vụ để mà làm thủ tục để lãnh xác ra. Ở nhà mẹ của cháu hiện tại đang nằm nhà. Đang ở nhà. Mẹ cháu bệnh gì? Mẹ cháu thiểu năng, nói chung là nó không có được 6602 á. Nói chung là bị tình cái thần kinh đúng không? Dạ đúng rồi, nó không có lanh lợi, không có ấy giống người ta. Còn em thì là gì? Em là cậu ruột ạ. À. Cậu ruột. Rồi cha mẹ em còn không? Dạ còn. Gia đình làm nghề gì? Làm nông anh. Làm nông hết hả? Em thì làm công nhân ở dưới Bình Dương á. Em móc điện thoại gọi về gia đình á, thôi bây giờ khỏi đi xin hòm bên anh cho luôn nha. Dạ. Áo quan anh cho luôn, rồi xe cứu thương anh cho luôn nha. Gọi báo về gia đình đi. Ghi vô cái tay của em đó, 50662, biển số xe của Thương. 51G. Dạ luôn. Bên mình đội xe cứu thương công đồng.
Dạ. Bao nhiêu năm thầy chuyện? Em hoàn cảnh khó khăn không có. Dạ, em đang ở bệnh viện Nhi Đồng 2 ạ. Dạ. Em về Lâm Đồng ạ. Anh đăng ký số xe này chưa? Dạ chưa ạ. Xe này ra báo em. Giờ em mới thấy vậy. Dạ dạ rồi ạ, em cảm ơn anh ạ. Anh tên gì ạ? Nghe đi. Anh Thảo ạ. Năm bốc quê hả? Dạ em cảm ơn anh. Chị cứ chuẩn bị qua đây nha, đây nè, để phục cái gì báo nha. Rồi ghi số điện thoại tài xế nào đi đó, ghi cho em này đấy. Đây đây có anh nó có điện cho con nghe nè. Anh Thảo à. Không phải, tên Phi. Đây số xe của Thương, anh mới điện cho em xong á. À, đúng rồi. Dạ mấy chú này 5062 662 đúng không? Dạ. Rồi. Rồi giữ cái số đó nha. Dạ. Ở đây là cái biển số xe, em vô phòng đại vụ em đóng tiền, em đưa cái biển số xe này của tài xế tên Thảo mình vô. Dạ. Rồi để mà chở. Thì bên mình có oxy, có bóp oxy cho bé. Có đầy đủ, có oxy đầy đủ hết nha. Dạ. Tài xế Thảo đi. Thì bây giờ em đầu tiên bây giờ điện về nhà để em con chạy nhà chạy tiền đi mua quá áo quan rồi tốn tiền nữa, điện về nhà nói là ở đây chú cho luôn cái áo quan. Rồi. Mua. Hồi nãy tôi vô kiếm cái ca bệnh kia thấy em mà đứng khóc và hổ bảo vệ gọi xe cứu thương rồi đòi tốn tiền mấy triệu, em này năn nỉ. Ở nhà khổ không có tiền năn nỉ kêu giảm bớt. Đó thì mình đi ngang mình nghe vậy thôi mình ngừng lại nổi luôn. Bây giờ tranh thủ mà bấm gọi về nhà để hồi lại thôi, để chạy kiếm tiền dây mượn mua áo quen nữa, đợi nữa. Không phải mua nữa, gọi anh gọi qua cho em à? Anh gọi qua cho em à? Không có. Rồi, em có luôn rồi. Bây giờ bị đầu tiên báo về nhà để thôi chạy đi mượn tiền nữa, không thiếu nợ. Đúng rồi, nói về nhà đi, ha. Lấy cái số ghi số em nó lại. Ghi số em nó lại. Ghi chưa? Rồi vậy cho tranh thủ rồi nha. Cái tình trạng này thực sự là Sang đang đứng ở chỗ bệnh viện Nhi Đồng 2 ở Sài Gòn. Ông nào? Ông nào? Đấy rồi. Ông chia tấm sang này và chín lựu đạn. Lộn rồi. Không má ơi. Hôm nay Sang ngày 5 tây Sang đứng ở đây buổi chiều 5 giờ rồi. Thì vô tiếng kiếm cái ca bệnh cháu Minh Lân. Nhưng mà đi lộn bệnh viện. Mà vừa mai vừa đi lộn bệnh viện, vừa vô tới cổng mà gặp cho phát hiện cái ca này. Nói chung cái cháu này cũng có duyên. Thôi để giúp cho cháu đưa về tới quê cũng như là để mà mua cái áo quan. Chứ giờ gia đình cũng nghèo khổ quá, mẹ thì bị tâm thần thần kinh, bị người ta xâm hại rồi đẻ đứa con 3 tuổi để bây giờ cậu nuôi. Công an qua đời đó, bây giờ cũng tội nghiệp quá, nhà cũng nghèo khổ. Rồi Sang sẽ tạm dừng ở đây, Sang cập nhật cái đoạn đường mà đưa cháu về tới nơi rồi để mà gửi ít tiền để mà giúp cho làm đám tang. Hẹn gặp lại cái video sau nha cả nhà.